Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Lựa chọn sinh tử của Kiev tại thành phố chiến lược Selidovyr. Giao tranh trên trục Kharkov-Bobrovka đang gia tăng hàng ngày. Tình hình của quân đội Ukraine xung quanh Glinik và Kharkov nói riêng đang ngày càng trở nên nghiêm trọng liên quan đến việc họ bị bao vây sau khi Nga đã hoàn tất việc đánh chiếm Imalivka. Cùng lúc đó, lực lượng Moscow đang hạ gục Selidovyr. Một số nguồn tin của Ukraine và Nga đã nói về việc quân đội Nga kiểm soát khoảng 90% thành phố sau khi tiến từ phía Bắc và Nam, nhưng đặc biệt là từ phía Đông. Tình hình nguy ngập đối với quân đội Ukraine đã lên đến đỉnh điểm kể từ khi tuyến đường tiếp tế phía Tây được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương. Ít người nghĩ rằng quân đội Nga sẽ đạt được tốc độ thần tốc như vậy, nhưng video công bố vào ngày hôm qua xác nhận rằng lực lượng Moscow đã tiến đến khu trung tâm Selidovyr bên bờ sông Selenia. Tốc độ phát triển nhanh chóng và sự an toàn hoàn toàn có thể nhìn thấy của các khu dân cư đã đưa ra lý do để tin rằng lực lượng Kiev đồn trú trong thành phố chỉ đơn giản là đã rút lui. Những đơn vị còn kẹt lại trong thành phố có rất ít đường thoát do mọi cửa ngõ đều đã bị Nga bịt chặt. Họ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc đầu hàng hoặc chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Lực lượng Moscow đang di chuyển khắp các khu vực lân cận, đánh bật đối phương khỏi từng ngôi nhà, góc phố. Bản thân các nguồn tin ủng hộ Kiev đang than vãn về mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Selidovyr. Một chiến binh có biệt danh Alex thừa nhận tình hình gần đến mức nguy kịch. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra ở Selidovyr. Đừng cố tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trên bản đồ, bởi vì không có bản đồ nào tiết lộ cho bạn tình hình thực tế và nó gần đến mức nghiêm trọng, cụm từ phức tạp nhưng được kiểm soát không phù hợp ở đây. Một chiến binh Ukraine với biệt danh Motnoy nói rằng các trận chiến đang diễn ra ở mọi ngôi nhà, lực lượng Kiev nắm giữ một phần nhỏ các quận nhỏ ở phía Tây. Tình hình ở Selidovyr đang rất căng thẳng, các trận chiến diễn ra trong từng ngôi nhà, quân đội Ukraine vẫn nắm giữ một số vị trí ở phía Bắc của tiểu quận 11 và ở phía Tây, một phần của tiểu quận đã bị Nga vượt qua. Giao tranh vẫn đang tiếp diễn, binh lính của chúng ta có thể chống cự được bao lâu, không biết. Mỗi ngày Nga tiến lên từng mét, số lượng rất đông, còn có cả pháo binh và máy bay không người lái. Trên mặt trận quốc, lực lượng Moscow tiếp tục chiến dịch giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm giữ. Ở quận Glukhovo, như trước đây, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực làng Novipus. Trong những tuyên bố táo bạo nhất, quân đội Ukraine đã rút lui về phía bên kia biên giới, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin hoặc là cảnh quay, kiểm soát khách quan nào từ hiện trường. Tại quận Sudza, các đội hình Kiev trong một trong những trận chiến đã chiếm giữ khu vực Manoisitoy ở phía nam của Krivka, nơi họ bị các UAV đối phương tập kích dồn dập. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang đồn trú tại khu vực lân cận Spolov và rừng Tokarev. Về phía khu vực Novoy Vanovka, các cuộc phản công vẫn tiếp diễn, cấu hình chính xác của mặt trận vẫn chưa được biết. Theo một số báo cáo, quân đội Nga đã giành lại hoàn toàn Derio, nhưng vẫn chưa có xác nhận nào từ hiện trường. Có nhiều báo cáo giải rác rằng tại các khu vực khác, quân đội Nga đã tiến tới biên giới với Ukraine và chiếm làng Darino. Nga từng nhận được đề xuất bí mật từ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow từng nhận được một đề xuất từ phía Ukraine thông qua bên thứ ba. Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Putin cho biết Nga đã nhận được một đề xuất từ Ukraine thông qua một đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nắm được đề xuất của Kiev trong phiên họp tháng 9 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ và sau đó chuyển thông tin cho Điện Kremlin. Ông Putin không nêu rõ cụ thể đề xuất của Ukraine là gì. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra sáng kiến liên quan đến tình hình Biển Đen, đảm bảo an toàn trong hoạt động vận tải, thiết lập một số thỏa thuận nhất định. Ankara kêu gọi hai bên đạt được những thỏa thuận an ninh liên quan đến các cơ sở năng lượng hạt nhân. Theo ông Putin, ông ban đầu đã đồng ý với đề xuất, nhưng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố kế hoạch chiến thắng Moscow, Nga cho rằng động thái này đã vô hiệu hóa khả năng hai bên đàm phán.
Khi được yêu cầu đánh giá cơ hội giải quyết cuộc chiến với Ukraine theo thang điểm từ 1 đến 10, ông Putin cho biết ông thấy không phù hợp khi đưa ra bất kỳ điểm số nào. Tuần trước, ông Zelensky đã trình lên Quốc hội lộ trình để giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm 5 điểm công khai và 3 phụ lục bí mật. Trong kế hoạch của ông Zelensky trình bày, ông kêu gọi các nước phương Tây nên mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức để chứng minh ý định rõ ràng là đưa Ukraine vào hệ thống an ninh phương Tây. Theo ông Zelensky, đây cũng là dấu hiệu cho thấy lòng dũng cảm và quyết tâm của phương Tây. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí tầm xa cho Ukraine và cho phép dùng chúng tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng đề nghị các nước phương Tây triển khai lực lượng quân sự phi hạt nhân ở Ukraine sau chiến sự để ngăn chặn Nga tiếp tục tấn công. Ngay sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ kế hoạch của ông Zelensky, cho rằng nó chỉ khiến xung đột kéo dài hơn. Ông kêu gọi Ukraine tỉnh táo lại và suy ngẫm về những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột. Nga cũng kêu gọi Kiev cần phải công nhận thực tế lãnh thổ mới, điều mà Ukraine nhiều lần bác bỏ. Sự lệch pha trong quan điểm giữa Nga và Ukraine khiến cho hai bên chưa thể nối lại đàm phán, hoạt động vốn đã bị gián đoạn từ hơn 2 năm trước. Trong một diễn biến khác, ông Putin bác bỏ thông tin trên giới truyền thông rằng ông còn duy trì liên lạc với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông Trump hết nhiệm kỳ vào năm 2021. Ông nhấn mạnh, vấn đề này đã được quan tâm nhiều năm nay. Có một thời điểm ông Trump và Nga bị cáo buộc có liên quan tới nhau. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra được tiến hành tại Mỹ, mọi người, bao gồm cả Quốc hội Mỹ, đều kết luận rằng đó là điều hoàn toàn vô lý và không có chuyện gì như vậy từng xảy ra. Lúc đó, chúng tôi không có liên lạc nào cả và bây giờ cũng không có. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gặp ông Putin kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres cùng trao đổi về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông trong cuộc gặp ở Kazan. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kín với Tổng thư ký Guterres vào tối ngày 24 tháng 10, ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay có sự tham gia của hàng chục nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về một trật tự thế giới đa cực dân chủ và công bằng hơn do BRICS ủng hộ. Điện Kremlin vẫn chưa tiết lộ chi tiết về cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng theo văn phòng của người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Putin và Guterres đã trao đổi về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông, cũng như các vấn đề phát triển toàn cầu và hệ thống tài chính quốc tế. Ông Guterres cũng có bài phát biểu tại hội thảo BRICS Plus Outreach mở rộng do các nhà lãnh đạo Nga tổ chức với sự tham dự của nhiều quan chức nước ngoài. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi một nền hòa bình công bằng ở Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và Liban. Chúng ta cần hòa bình ở Ukraine, một nền hòa bình công bằng phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và nghị quyết của Đại hội đồng. Chúng ta cần hòa bình ở Gaza với lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các con tin, ông Guterres nhấn mạnh. Ông Guterres cũng hối thúc BRICS hoạt động như một gia đình toàn cầu, cùng nhau hợp tác để đạt được các mục tiêu chung. Đáp lại, Tổng thống Putin nói, đó là cách chúng ta đang sống. Thật không may, gia đình vẫn có những bất đồng, bê bối và phân chia tài sản, họ thậm chí đôi khi còn đánh nhau. Theo Tổng thống Putin, BRICS muốn đặt nền tảng cho sự hợp tác và tạo ra bầu không khí tốt đẹp trong ngôi nhà chung của chúng ta, đồng thời cam kết sẽ hợp tác với Liên Hợp Quốc để đạt được mục tiêu đó. Ông Putin cũng tuyên bố Liên Hợp Quốc cần cải cách để theo kịp những thay đổi toàn cầu và mở cửa nhiều hơn cho các quốc gia đang phát triển. Tổng thư ký Guterres ủng hộ ý tưởng này. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 24 tháng 10, Tổng thống Putin nói rằng tất cả các nước BRICS đều cam kết giải quyết xung đột Ukraine một cách hòa bình và nhanh nhất có thể, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với các đối tác của Nga vì đã tìm cách giải quyết tình hình. Hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài 3 ngày tại Kazan có sự tham dự của các phái đoàn cấp cao từ 36 quốc gia, một số tổ chức quốc tế và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Mặc dù ông Guterres đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ Ukraine vì chấp nhận lời mời tham gia hội nghị của Tổng thống Putin. Người phát ngôn của ông Guterres lập luận rằng Tổng thư ký không thể bỏ qua một hội nghị quan trọng như vậy vì BRICS đại diện cho gần một nửa dân số toàn cầu. Phương Tây cần cân nhắc triển khai biện pháp răn đe ở Ukraine. Quan chức cấp cao của Pháp kêu gọi phương Tây xem xét đặt các vũ khí thông thường trên lãnh thổ Ukraine nhằm mục tiêu răn đe, một phần trong kế hoạch chiến thắng mà Kiev đề xuất trước đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho rằng phương Tây nên nghiêm túc cân nhắc việc triển khai các vũ khí thông thường, phi hạt nhân có khả năng răn đe, ví dụ hệ thống tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Ukraine sau khi cuộc xung đột hiện tại khép lại. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình TF1 LCI, ông Lecornu cho biết đã xem xét kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày trước Quốc hội và các quan chức phương Tây tuần trước. Kế hoạch này có 5 điểm, trong đó có lời đề nghị NATO ngay lập tức mời Ukraine gia nhập, dỡ bỏ các hạn chế áp lên vũ khí tầm xa được viện trợ. Ông Zelensky cũng đề xuất phương Tây triển khai biện pháp răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên đất Ukraine nhằm gửi thông điệp tới Nga. Ông Lecornu nhận định, kế hoạch của ông Zelensky là khởi đầu cho một lộ trình chính trị mà chúng ta phải đảm nhiệm để giúp Ukraine về lâu dài, và đặc biệt là đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo ông, nếu Ukraine ký lệnh ngừng bắn với Nga, điều này sẽ đặt ra câu hỏi về biện pháp răn đe nhằm ngăn chặn xung đột bùng phát trở lại. Vì vậy, đây là một vấn đề cần được xem xét ngay lúc này. Trước đó, thì Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot phát đi tín hiệu rằng Paris ủng hộ kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Tuy nhiên, một số quốc gia NATO khác có quan điểm không tương đồng. Thủ tướng Đức đã từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev hoặc là ủng hộ việc Kiev nhanh chóng gia nhập NATO, trong khi các quan chức Hungary đã cảnh báo rằng cách tiếp cận như vậy có thể dẫn đến sự leo thang lớn. Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ kế hoạch của ông Zelensky, cảnh báo rằng Kiev đang đẩy các thành viên NATO tới một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Đức phản đối điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Thủ tướng Đức, trong một cuộc phỏng vấn với ZDF, đã bác bỏ ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO. Đây là điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Đức nhắc lại rằng NATO đã đưa ra quyết định về triển vọng gia nhập của Ukraine tại các hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius và Washington, và theo ông, chưa cần đưa ra bất kỳ quyết định mới nào ngoài quyết định này. Một quốc gia đang có chiến tranh không thể trở thành thành viên của NATO. Mọi người đều biết điều này. Không có bất kỳ sự bất đồng nào về vấn đề này, và NATO thường nhanh chóng liên kết lời mời với tư cách thành viên, ông nói thêm. Thủ tướng Đức tiếp tục nói rằng chiến dịch của Nga ở Ukraine đòi hỏi phải có hành động có chừng mực, một mặt đảm bảo sự ủng hộ Kiev, mặt khác đảm bảo rằng nó không biến thành một cuộc chiến giữa Moscow và NATO. Đây là nơi tôi rất rõ ràng về lập trường của mình và tôi sẽ không thay đổi nó. Thủ tướng Đức nhấn mạnh, trước đó vào ngày 17 tháng 10 tại Bruxelles, Tổng thống Zelensky đã nói rằng ông hy vọng sẽ thuyết phục được Thủ tướng Đức về vũ khí tầm xa quan trọng đối với Ukraine cũng như sự ủng hộ cho lời mời của nước này vào NATO. Thủ tướng Đức khi bình luận về kế hoạch chiến thắng được trình bày, một trong những điểm trong đó là mời Ukraine và NATO lưu ý có những quyết định mà ông đã đưa ra về chúng sẽ không thay đổi.